Ok, mình bước xuống lấy không khí các bạn. Đây, cái không khí nó mát hẳn luôn các bạn, thoải mái luôn các bạn. Huyện Nam Căn, xin chào quý khách nha các bạn. Đây, cái cổng chào rất là đẹp các bạn. Trên là có ngôi sao quốc huy của Việt Nam các bạn. Bước xuống mà nổi da gà luôn các bạn, thoải mái luôn. Chạy xe cả ngày và cuối cùng đến đây được là kết thúc của ngày thứ hai. Đang đi theo Google Maps không bạn, các bạn. Sợ rồi. Sợ đi theo Google Maps này. Tới cái cầu kia hết đường luôn này. Ơi, mặc dù là bấm cái chỉ dẫn ô tô nha các bạn, chứ không phải là mình bấm chỉ dẫn xe gắn máy đâu. Coi như là thua luôn rồi. Phải lùi lại. Các bạn thấy cái đường nhỏ không các bạn? Đường nhỏ vậy chứ mà xe lớn chạy không các bạn? Mình đang ở Bạc Liêu các bạn. Cái này là thuộc nó là huyện, mình coi lại hai bên đường có gì bảng hiệu không? Không thấy gì bảng hiệu. Coi trên Google Maps, tại vì biết sao các bạn, mới đầu đó là mình tính mình thẳng luôn tới Cà Mau, nhưng mà mình nhớ ra là mình cũng có người thân ở ngay Bạc Liêu, nhưng mà nó ở Bình Long các bạn, ở Phước Long hay Bình Long nha. Mình ghé qua chơi tí đã rồi mình mới chạy thẳng xuống Cà Mau các bạn, nên đâm ra trên Google Maps nó hướng dẫn mình đi cái đường này các bạn. Hướng dẫn đi cái đường đó, bên tay phải là sông các bạn, bên tay phải đó là sông, mình cặp theo sông các bạn. Đường nó bé bé vậy đó, nó không có được, nên mình chạy chỉ được 50 km giờ thôi. Vừa hai xe luôn các bạn, vừa hai xe tránh nhau là ok các bạn. À, bên này là sông rồi các bạn, đó sông nè, sông toàn thấy lục bình không, mà lục bình nó mọc nhiều quá nó che bít hết sông này, thì chắc cỡ kênh thôi chứ cũng không thể gọi sông được bạn, tại vì nó cũng không có lớn lắm các bạn. Ngày xưa các bạn, mà mình nghe nói là công tử Bạc Liêu rất là giàu, bởi vì hồi đó công tử Bạc Liêu là giống như phú hộ các bạn, sở hữu đất quá trời luôn các bạn. Bây giờ các bạn thấy ở Bạc Liêu là người ta trồng lúa cũng khá nhiều đúng không ạ? Cò bay mà gãy cánh luôn là nó đó các bạn. Giờ thấy rồi đó. Các bạn thấy họ trồng lúa nè, cái này giống như là chưa xạ lúa. Quá trời luôn, rộng thanh thang luôn các bạn ha. Hỏi sao cò nó bay gãy cánh lại ý nó là vậy đó. Ruộng các bạn, ruộng trồng ở đây ở Bạc Liêu nha các bạn. Này ở Bạc Liêu, nhưng mà mình chưa ra khỏi Bạc Liêu các bạn, đang tới chỗ người thân mình một chút xíu rồi mình mới đi Cà Mau các bạn. Rộng thanh thang luôn ha. Làm lúa. Ở đây là huyện Phước Long nha các bạn, Phước Long của tỉnh Bạc Liêu các bạn. Cái đường ở huyện nó khác với đường ở thành phố Bạc Liêu nha các bạn. Thành phố Bạc Liêu thì cái đường nó cũng giống như các thành phố khác các bạn. Nhưng mà ở đây đường huyện thì nó nhỏ hơn các bạn, nó vẫn đủ hai làn ô tô chạy nha các bạn. Thì xung quanh mình thấy là đa số là lúa, họ trồng lúa nhiều các bạn. Lúa. Đấy, hay đi qua cái cầu như vậy nè các bạn. Ở đây kênh rạch cũng nhiều nên mình hay đi qua cái cầu như vậy nè. Chạy cũng không có nhanh được đâu các bạn, chạy cũng
đường này mình cũng chỉ chạy được 60 km đến giờ thôi bạn, 50 xin lỗi 50. Bên phải là con sông các bạn, mình vẫn đang chạy cặp theo sông, kênh mương rồi đó, kênh sông thì chắc cũng không lớn lên sông đâu, nó chắc là mương, kênh mương dẫn nước các bạn. Còn bên tay trái thì người ta trồng lúa rất là nhiều các bạn, bên tay trái người ta trồng lúa bạt ngàn luôn, quá trời lúa luôn các bạn. Đồng bằng sông Cửu Long là cái lúa vựa lúa lớn nhất của cả nước luôn các bạn. Đa số là làm lúa mà để xuất khẩu thì là đồng bằng sông Cửu Long các bạn. Ở đây thì cái đất đặc thù mà mình thấy như vậy nó hay ngập nước như thế này thì chỉ có trồng lúa nước thôi các bạn. Chứ trồng những cái cây lâu năm, cây công nghiệp trồng không được, mình nhìn thấy không thế. Thấy chị thì toàn là dừa nè, với lúa không à. Dừa thì cũng không nhiều so với Bến Tre với Tiền Giang thì không có nhiều, không có nhiều dừa. Đó các bạn thấy ạ. Đi theo Google Maps đó các bạn. Sợ đi theo Google Maps này. Tới cái cầu kia hết đường luôn này. Mặc dù là bấm cái chỉ dẫn ô tô nha các bạn, chứ không phải là mình bấm chỉ dẫn xe gắn máy đâu. Coi như là thua luôn rồi. Phải lùi lại. May quá các bạn, hồi nãy mình lùi một đoạn thì mình có nhờ được cái nhà ta cho mình gia đích xe vào một chút xíu các bạn, thì mình mới quay đầu được, chứ không mà mình lùi ra một đoạn từ đây đâu ở đó chắc cũng xa lắm á. Giờ lại đi đường, giờ là phải đi đường khác các bạn. Giờ phải đi đường khác ra lại. Giờ kém 10 phút, mình bây giờ bắt đầu mới vào cái địa phận của tỉnh Cà Mau thôi các bạn. Cái đoạn đường từ Bạc Liêu mà lên Cà Mau á rất đẹp nha các bạn. Quang cảnh đường rất đẹp, bằng phẳng luôn các bạn. Nó chỉ có một số chỗ thì người ta đang chỉnh sửa đường á thì mình đi chậm thôi, còn nhiều là đường rất là đẹp nha các bạn. Đây, cái bảng của địa phận Cà Mau. Đó, từ bên này tới Cà Mau, bên dưới là Bạc Liêu ha. Để mình xem coi từ giờ đến cái chỗ mình sẽ tối nay mình ngủ tại Nam Căn nha các bạn. Bây giờ mình tới đó còn khoảng 6 mấy cây số nữa các bạn, 64 cây số nữa chứ chưa xong đâu các bạn. Mình sẽ qua thành phố Cà Mau nè, mình sẽ qua thành phố Cà Mau rồi tiếp tục mình đi về tới Nam Căn luôn các bạn. Nam Căn Cà Mau luôn. Thì tối nay mình sẽ ngủ ở đất Nam Căn, đất mũi các bạn. Mình ở Nam Căn. Rồi sáng ngày mai thì mình mới ra đi tàu đi ngắm cảnh cái mũi Cà Mau các bạn. Cái không độ là nằm ở đâu đây nè. Đó, trên cái bản đồ nè. Cái bản đồ này là biển Đông rồi các bạn. Cái này là biển ha. Nè. Đó. Bên này là vịnh Thái Lan nè các bạn. Này là vịnh Thái Lan ha. Đó. Bên này Malaysia.
thì mũi Cà Mau của mình nằm ngay ngay đây luôn nè các bạn. Đó, mũi Cà Mau mình là ngay đây nè. Đó, thì mình sẽ ra tới cái mũi Cà Mau này luôn nha các bạn. Mình sẽ ra tới mũi Cà Mau này luôn. Nhưng mà cái khu chỗ này thì không có chỗ ăn uống ngủ nghỉ, chúng ở đây mình sẽ ngủ nghỉ ở ngay chỗ trong Nam Căn nha các bạn. Nó có nhiều ăn uống, tối mình đi dạo mình chơi được ha. Đó, vậy là hôm nay, nguyên ngày hôm nay của mình là sáng là mình từ Hậu Giang. Sáng từ mình từ Hậu Giang, mình Hậu Giang là Cần Thơ nè, rồi Hậu Giang nè là mình sẽ bắn qua bên Sóc Trăng nè các bạn. Sóc Trăng xong rồi tiếp tục mình lại đi theo qua Bạc Liêu nè. Bạc Liêu bây giờ mình đang đi tới gần tới thành phố Cà Mau rồi các bạn. Bây giờ hiện tại là địa phận này là thành phố là của tỉnh Cà Mau rồi, nhưng mà chưa tới thành phố Cà Mau nha các bạn. Còn cái đích đến của mình là trong tối nay là tới Nam Căn, thì bây giờ hiện tại là theo cái bản đồ là nó còn tới 1 tiếng rưỡi nữa mới tới nha các bạn. Đó, rồi đến hướng này tiếp tục. Hiện tại thì mình đã vào thành phố Cà Mau rồi nha các bạn. Mình đã bắt đầu vào trong thành phố Cà Mau rồi, nhưng mà mình đi tiếp luôn các bạn, chứ mình không phải ngủ ở thành phố Cà Mau đó các bạn. Tại vì là tỉnh Cà Mau nó có thành phố Cà Mau nha. Thành phố Cà Mau nằm trong cái tỉnh thành Cà Mau nha các bạn. Nó là thành phố thuộc tỉnh thôi, chứ không phải thuộc trung ương các bạn. Thuộc cái kiểu mà cấp trung ương. Tại vì nếu mà cấp trung ương á, là cả Việt Nam á, thì gì ở miền Tây á, các tỉnh miền Tây Nam Bộ nó chỉ có mỗi Cần Thơ thôi. Mát mẻ, thoáng. Nhà cửa hai bên thì thoáng mát các bạn. Thoáng đãng. Đây, mình đi tiếp luôn các bạn. Mình đi tiếp, đâm qua bên này luôn. Này là vòng xoay. Khi bước vào thành phố nó có cái vòng xoay nè. Xong mình đi tiếp luôn đường này các bạn. Sầm ớt đó, thành phố Cà Phê cũng mau nè. Cũng sầm ớt ghê chứ. Giờ là 5 giờ rồi. Mình về Nam Căn, tới Nam Căn luôn. Mình tới Nam Căn luôn là mình mới ăn nghỉ các bạn. Mệt rồi các bạn, đói, mệt, khát nước. Nhưng mà ráng thêm chút xíu nữa các bạn, còn cái khoảng tầm 15 phút nữa thôi, khoảng tầm 12 đến 15 cây số nữa thôi các bạn. Bây giờ là hơn 6 giờ chiều rồi, trời tối rồi các bạn. Cái này nó đang là Cà Mau, nó này là huyện Cái Nước của Cà Mau nha các bạn. Mình phải tới cái chỗ Nam Căn. Nam Căn. Ok, mình bước xuống lấy không khí các bạn. Đây, cái không khí nó mát hẳn luôn các bạn, thoải mái luôn các bạn. Huyện Nam Căn. Chào quý khách nha các bạn. Đây, cái cổng chào rất là đẹp các bạn. Trên là có ngôi sao quốc huy của Việt Nam các bạn. Bước xuống mà đổi da gà luôn các bạn, thoải mái luôn. Chạy xe cả ngày và cuối cùng đến đây được là kết thúc của ngày thứ hai. Rồi sau đó rồi ngày mai mình tiếp tục có những kế hoạch tiếp cho ngày mai nữa các bạn. Mình còn nhiều nơi lắm mình chưa đi mà. Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang đó, còn nhiều nơi lắm mình chưa đi. Đây cổng chào đây, chữ đây, huyện Nam Căn là kính chào quý khách đây. Ok.
Rồi tiếp tục thêm 10 cây số nữa là tới nơi các bạn. Một cái không khí rất là trong lành các bạn, một không khí trong lành, mát mẻ, thư giãn, tránh xa những cái xô bồ của cuộc sống, cơm áo gạo tiền, bon chen đô đòi ở phố thị. Trong cuộc sống của chúng ta các bạn, nhiều khi cứ nghĩ đi đâu xa, cứ nghĩ phải đi lên đi nước ngoài, nước này nước kia, nhưng thực ra chính mảnh đất của hình chữ S mình cũng đã đi hết đâu, đúng không? Hay ạ, cái làm cái cột cờ này rất là đẹp. Rồi bây giờ mình tiếp tục lên đường nha các bạn. Ai, cuối cùng mình cũng đã đến được thị trấn Năm Căn rồi các bạn, là gần 7 giờ tối rồi các bạn. Đây là cái cổng chào đây. Bây giờ mình phải đi tìm nhà nghỉ, khách sạn ngủ, kiếm gì ăn các bạn. Bắt đầu cho ngày mai các bạn ha. Kết thúc hành trình ngày mùng 2, ngày thứ hai các bạn. Đấy, đây là thị trấn Năm Căn các bạn. Giờ mình đi tìm gì nhà nghỉ và tìm gì ăn các bạn nha.